Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 9 tháng 4 năm 2024 với đề tài đó là Mão Triều Thiên và Vinh Hiển. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu chúng con, tạ Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Chúa ơi, tạ Chúa vì bài học sáng nay Chúa ban chúng con như này. Xin Chúa ngày mở lòng mở trí chúng con để chúng con hiểu được bài học. Xin Chúa ngài cũng ban ơn cho các mục sư, những người đã soạn những bài học chúng con. Tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần bài học của chúng ta, phần Kinh Thánh cũng là câu Kinh Thánh ghi nhớ ở trong phần bài học này luôn. Đó là Châm Ngôn 17 câu 6. Mão Triều Thiên của ông già, ấy là con cháu. Còn Vinh Hiển của con cái, ấy là ông cha. Câu hỏi suy gẫm. Vua Salomon đề cập đến những thế hệ nào trong gia đình? Mỗi thế hệ cần sống với nhau như thế nào? Bạn sống thế nào để làm vinh dự những người trong gia đình? Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao tính cá nhân và ưu tiên sống vì bản thân mình. Thế nhưng ngay từ buổi sáng tạo, con người được Đức Chúa Trời dựng nên để sống với cộng đồng như Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Và điều này đặc biệt đúng ở trong gia đình. Trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 6 có ít nhất 3 thế hệ: ông, cha, con hay cháu. Đây là hình ảnh một gia đình đầm ấm quây quần bên nhau, và các thế hệ này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo ra giá trị cùng với danh tiếng cho nhau. Tại đây, vua Salomon cho thấy Mão Triều Thiên hay phần thưởng là sự tôn trọng của người ông đến từ các cháu của mình, và ngược lại, sự vinh hiển hay sự vinh dự của con cháu đến từ người cha. Nói cách khác, khi một gia đình được gây dựng kỹ cương sẽ khiến cho từ người già đến trẻ đều có thể tỏa sáng và làm vinh dự lẫn nhau. Ngược lại, một gia đình không kính sợ Chúa thì sẽ tự phá hủy, và những đứa con hư hỏng làm xấu hổ cha mẹ. Trong Ngôn đoạn 17 câu 1 và câu 2, vua Salomon cho thấy những phẩm chất các thành viên trong gia đình cần phải có để đem lại vinh dự cho nhau ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 1 đến câu 5. Đó là hiền hòa trong câu 1, siêng năng ở trong câu 2, chân chính ở trong câu 3, trung thực ở trong câu 4, thương xót và khiêm nhường ở trong câu 5. Hãy thực hiện những hành động tốt nhất đối với những người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là những người thuộc gia đình mình. Tuy nhiên, điều ngược lại thường xảy ra, đó là suốt ngày chúng ta nỗ lực hết mình cho những người khác như đồng nghiệp, khách hàng, chủ nhân, tín đồ, bạn bè, người lạ, vân vân. Và vào cuối ngày, chúng ta trút hết nỗi thất vọng lên những người thân yêu nhất của mình. Đừng quên rằng những người dưới mái ấm gia đình chúng ta là những người quan trọng nhất. Vì vậy, chính trong căn nhà của mình, chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để trau dồi những cách đối xử tốt đẹp nhất cho nhau. Nếu chúng ta thành công trong cách sống với gia đình là nơi khó thực hiện nhất, chúng ta sẽ ít gặp khó khăn khi cần cư xử tốt ở bên ngoài. Khi thất bại trong nỗ lực bày tỏ cách sống thiện lành trong gia đình, chúng ta cần tìm kiếm Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện và sau đó giải quyết nan đề cách nghiêm túc với tất cả các thành viên ở trong gia đình. Bằng cách đó, chúng ta chỉ giúp nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống, không chỉ giúp nhau vượt qua những thách thức ở trong cuộc sống mà còn thể hiện tình yêu của chúng ta đối với người thân yêu, đồng thời đem lại vinh dự và niềm vui cho những thế hệ khác nhau ở trong gia đình. Câu hỏi của bài học là bạn có đem lại vinh dự cho những người thân ở trong gia đình bạn không? Dạ, cảm ơn Chúa. Khi học bài học này thì chúng ta sẽ thấy đó là cái cách đối xử của những thành viên ở trong gia đình với nhau. Ngày hôm nay đó, với xã hội ở bên ngoài thì người ta đưa cái vấn đề chữ hiếu lên trên. Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Rồi gọi là quân sử thần tử, thần bất tử thì bất trung, mà phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Có nghĩa là cha mà muốn con chết là con, mà không muốn chết là bất hiếu. Và lại đã thấy có nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Khi mà một anh chị em tin Chúa chia sẻ lại với lợi thì nói rằng
đó là mẹ tôi, đó là ba tôi không thể làm khác được. Và làm những việc rất là sai, nhưng vẫn phải làm. Lại đang nói ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ ở trong Chúa, chúng ta có vì Chúa, chúng ta có vì yêu mà chúng ta giúp cho con cháu của mình, hay là mình vẫn lấy cái quyền lực để mà phán xuống và bắt con cháu nó làm như cái quyền lực của mình, mà trong khi đó mình nói không có đúng, mình làm không có sai. Mình làm không có đúng, mình nói sai, mình làm sai. Giống như là bây giờ mà mình nói xấu một ai đó, mình hạ bệ uy tín một ai đó, mà mình muốn con cháu của mình cũng lôi kéo những người khác làm giống mà con cháu mình nó không làm, thì mình bắt đầu nói là bất hiếu. Xin Chúa thương xót để chúng ta là người lớn, thì chúng ta cũng phải biết, chúng ta phải làm gương đối với con cháu của mình qua nếp sống tin kính Chúa. Mà mình nói mình tin kính Chúa mà mình sống một cái cuộc đời không giống như người có Chúa mà lại giống như đời, thì con cháu của mình nó sẽ không có lấy mình làm gương được. Mà nếu nó lấy mình làm gương thì nó là tệ hại giống mình. Nhưng mà ngược lại ngày hôm nay cũng vậy, đối với con cháu, nhiều khi ông bà muốn con cháu của mình yêu mến Chúa, đi hầu việc Chúa, nhưng con cháu lại không có nghe theo, lại sống theo đời, theo bạn bè, và bảo rằng ông bà không có phù hợp với thời cuộc, không có phù hợp với thời đại. Và rất là nhiều cái mâu thuẫn ở trong gia đình, nhiều thế hệ. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Và tất cả những điều đó, ngày hôm nay lại thấy một điều, đó là chúng ta thiếu cầu nguyện. Thật sự thiếu cầu nguyện. Những cái nan đề, những cái khó khăn đó nó xuất phát ra khi chúng ta làm theo ý riêng, khi chúng ta không có gần Chúa, khi chúng ta thiếu cầu nguyện. Bởi chúng ta được biến đổi bởi quyền phép của Tin Lành, bởi quyền năng của chính Chúa, bởi sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, mà mình không nhờ cậy nơi Chúa, mình không cầu nguyện, thì mình có cố mấy đi nữa thì chỉ là sức riêng, và dễ lắm mình sẽ ngã, mình sẽ thất bại. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Xin Chúa giúp cho. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì bài học mà ngày hôm nay Chúa cho chúng ta, để rồi mỗi chúng ta, dù là ông cha hay là cháu, hay là bất cứ ở vị trí nào trong gia đình, chồng hay vợ, thì chúng ta cũng phải nhớ, chúng ta sống trên hết là vì danh của Chúa, bày tỏ danh của Chúa cho nhiều người. Sao lại là phải nhớ đến danh dự của những người ở trong gia đình, trong hội thánh, trong ban ngành. Đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, xin giúp con sống đạo ngay trong gia đình. Xin giúp cuộc đời con tạo nên những ảnh hưởng tốt và lâu dài trên các thành viên khác trong gia đình. Và qua gia đình con, nhiều người biết đến Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng con. Ngài tìm và cứu chúng con để chúng con trở nên con cái của Ngài. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại sống một cuộc đời thiếu sự cầu nguyện, thiếu tương giao và thiếu nhờ cậy nơi Chúa. Cho nên chúng con đã nảy sinh ra rất là nhiều nan đề. Chúng con rơi vào những hoàn cảnh rất là vất vả. Xin Chúa thương xót. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con biết cầu nguyện nhiều hơn. Chúng con biết nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Và vì cớ danh của Chúa chúng con sống, vì cớ gia đình của mình, vì cớ những người thân, vì cớ hội thánh Chúa chúng con sống. Xin cho chúng con nhớ đến lời của Chúa và xin giúp chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời. Xin Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta. Amen.